Như các bạn đã mong đợi từ rất là lâu thì hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một video với những lô bôn cực kỳ bá đạo như việc sở hữu 30 trái Phoenix cùng một lúc hay là tạo ra một ngọn lửa vĩnh cửu từ trái Phoenix. Tất cả sẽ đều có trong video ngày hôm nay. Và đừng quên là các bạn có thể sở hữu tổng với 4.145 cái phần bình luận nha. Thì đến với lỗ bôn đầu tiên chính là một lỗ bôn có thể dùng để chói chân đối thủ cực kỳ bá đạo luôn. Là đối đứng yên luôn. Là đối thủ đứng yên luôn á. Đầu em cũng muốn biết. Bước đầu tiên em lấy cây song kiếm CDK ra cho anh đi. Em giữ chiêu X. Xong sau đó thì xài chiêu vô và tháo. Em di chuyển được không? Giỡn hết ta. Em không di chuyển được. Ủa mà anh có đánh em được trong lúc này không? Được, lúc này là anh quýnh em chết luôn á. Ôi. Wow. Vậy đây là một cái lỗi khá là bá đạo của cây CDK nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho Vidac làm thử người mình xem sao nha. Nè, mình đang di chuyển bình thường luôn á. Ready. Ui. Thiệt nè. Anh bị đứng yên rồi. What? Em làm phát một được luôn hả? Đỉnh vậy. Nhưng mà khi mà các bạn bị lỗi này, các bạn biết làm cái nào để thoát khỏi không? Chúng ta chỉ cần TB ra chỗ khác thì... Thì em TB heo giết anh thôi. Ủa? Sao kỳ vậy? Để làm thử vô con quái thử được không? Chúng ta chỉ cần quay CDK như thế này, xài nó thủ và tháo vũ khí ra. Và thậm chí là con quái nó cũng bị đứng yên luôn nè. Phúc. Ôi. Rồi, săn bounty chưa bao giờ là dễ dàng thế này đúng không các bạn? Ui, chết rồi. Coi video này xong, fan anh Lion ai cũng 30 mờ bounty luôn. Rồi, lỗi bung này rất là mạnh nha. Và đến với lỗi bung thứ hai. Em có bao giờ nghe đến cái gọi là ngọn lửa vĩnh cửu chưa? Em biết cái đó của Itachi đúng không? Đúng. Thì hôm nay sẽ tạo nó ra trong Hot Food. Đâu thử ai? Rồi, thì đầu tiên để tạo ra ngọn lửa Amaterasu thì em chỉ cần sử dụng trái Phoenix. Đương nhiên không phải là chiêu F này nha. Này hơi lỏ. Mà đó là em sử dụng chiêu dách và đổi sang trái quỷ khác. Nè Phúc coi nè, ngọn lửa vĩnh cửu nè. Ghê chưa? Giờ nó sẽ tồn tại mãi mãi trong lớp Phúc luôn. Cái này còn đẹp hơn lửa đen của Itachi nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn có cách dập lửa thôi, đó chính là sử dụng trái băng để dập lửa nha. Đó. Hết lửa rồi kìa. Sử dụng trái băng là dập lửa mà. Và đến với lỗi bùng tiếp theo. Ủa em đâu rồi? Đây anh sẽ cho em con sức mạnh cực kỳ bá đạo. Em biết tôn hay không không? Biết. Thì tại vì video trước mình quên chỉ các bạn cách tạo cái đám mây nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn nha. Đầu tiên các bạn chỉ cần lấy ra cho mình cái gậy của NLV1. Sau đó thì các bạn sử dụng chiêu dách kèm theo là tháo trang bị. Thôi văn nè, em sẽ cởi tiếp. Chuẩn kìa. Ui. Và cái đám mây bị một cái đó chính là có thời gian và nó sẽ biến mất nha, nên là các bạn phải làm liên tục nếu mà muốn có khung cảnh đẹp. Thì nói chung cái lõi này cũng khá đặc biệt ha, bởi vì nó có thể tạo ra được một cái đám mây mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái lõi này chỉ để dùng chụp hình thôi các bạn ơi, chứ mà để sử dụng thiệt thì nó cũng hơi lõ tại vì nó biến mất nhanh quá đó. Chưa hết biến mất rồi. Và đến với lõi bung tiếp theo. Uầy, sao Vidac lại đấm liên tục vô không trung vậy? Em đang tập võ chuẩn bị cho cuộc tỷ đấu trong video tiếp theo. Tiếp theo sẽ không dùng trái quỷ nữa mà em bay vô em đấm anh luôn. Anh ấy là Mike Tyson. thì như mọi người biết, trái bottle chính là trái quỷ có khả năng dịch chuyển duy nhất trong block food đúng không? Nhưng mà bình thường thì các bạn sử dụng chỉ để gọi là dịch chuyển một lần thôi. Nhưng mà em tin là anh có thể dịch chuyển được 2 lần liên tiếp luôn không? 2 lần liên tiếp. Từ đảo này sang đảo khác luôn á. Em không tin, em sẽ đi kiểm chứng cái tin đồn của anh. Đầu tiên chúng ta sẽ bật chiêu C của trái bottle lên và anh sẽ reset. Rồi, bước đầu thôi nha. Nè, ra đây. Giờ muốn đi đâu, anh chảm về boss town nha. Đó. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ về mansion. Trời. Sao? Real vậy? Vậy nếu mà em kết hợp nữa là mình có thể TB đi mấy đảo liên tiếp luôn hả? Nếu mà hai người thì có thể TB 4 đảo liên tiếp luôn. Thì trong cái lúc mà các bạn này bật lên á, các bạn vẫn có thể sử dụng chiêu được các kiểu luôn nha. Nó thấy không? Sử dụng chiêu thoải mái luôn. Và khi nào mà các bạn muốn chạy chỗ khác thì các bạn chỉ cần bấm dịch chuyển thôi và nó sẽ tạo cái cổng các bạn chui vô. Sau đó thì tiếp tục dịch chuyển ra chỗ khác nữa. Thì cái lỗi này sẽ khá là hữu dụng cho bạn nào mà sử dụng trái bottle để đi săn bounty ha. Và tiếp theo đó chính là một lỗi bung cực kỳ bá đạo của trái bom. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần một người bạn sử dụng trái portal nha. Cảnh không hút anh vô chiêu về. Sau khi vào cái dimension của trái portal chúng ta sẽ sử dụng chiêu V. Rồi hút anh ra đi Phúc, let's go. Here we go. Thì lúc này nếu như mà các bạn làm cái C3 thì nó sẽ bay như thế này, chứ nó không bay thẳng lên trời nha. Thì lúc này cái haki quan sát của bạn sẽ tạo cái tiếng động cực kỳ khó chịu luôn. Và với lỗ bung này, nhưng khi chúng ta làm cái C2 thì nó sẽ trở thành cái bung khác hoàn toàn luôn. Rồi, em hút anh vô lại với chiêu V của bottle đi Phúc. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ giữ chiêu V của trái bom trong bottle. Thì nó sẽ bay thẳng lên trời luôn. Đây, các bạn thấy không? Tốc độ bay của mình là khoảng 1000m trên giây nha. Ui,
sao lần này thấy mặt đất nhanh dữ vậy? Mới đây anh thấy được trái đất rồi nè. Lần này là thấy nguyên cái trái đất luôn rồi nè. Wow, đẹp dữ vậy. Thì ra đó chính là vẻ đẹp của block food nha các bạn. Thì như các bạn thấy đó, một lớp bông thôi nhưng mà khi mở C3 với lại C2 thì nó sẽ trở thành hai cái bông hoàn toàn khác nhau luôn. Block food đúng là tự game khá thú vị đúng không? Thì đối với lớp bông tiếp theo, đó chính là một lớp bông của cây vũ khí khá đặc biệt, Bicento. Thì với lỗi này các bạn có thể tăng tầm đánh cực kỳ xa với cây Bicento mà không cần phải sử dụng tới trái Human. Sao làm được? Rồi không tính vậy đi anh, let's go. Đầu tiên em chỉ cần sử dụng phần mềm auto click. Rồi sau đó thì mở lên và đi quýnh mấy con quái như thế này. Nè coi này nha, đó đó thấy không? Đó, ôi, đó. Ủa, Bicento quýnh sai gì từ khi nào vậy? À thì ra là anh là admin đó Phúc ơi, nên anh tự tăng tầm đánh cho cây Bicento đó. Đó quýnh sai kìa. Kìa, kìa. Nè các bạn xem bình thường mình quýnh đó nha. Quýnh bình thường là gần vậy cũng không trúng luôn thấy không? Đó, gần vậy cũng không trúng luôn. Nhưng mà khi bật auto click lên thì Mày sao vậy cái trường? Thì với lô bung này các bạn biết phải làm gì đó, hãy sử dụng trái Human và kết hợp với Bicento đi săn multi nha. Ui má xa thiệt Phúc ơi. Ui xa quá trời xa luôn á. Xa vãi luôn á. Tầm này mày đánh dẫn chúng nè. Nè. What the hell, ảo gì vậy kìa. Rồi chiến này vô server 12 thằng xài chứ Human luôn. Admin ơi hãy xóa cái Bicento đi. Và đến với lỗ bung tiếp theo trong video ngày hôm nay. Liệu các bạn còn nhớ lỗ bung mọc cánh từ trái fan cành không? Nhớ, cái lỗ bung đó ai không biết. Thì như các bạn thấy nó chỉ mọc được hai cánh của bắp vậy thôi đúng không? Coi anh nè, anh sẽ sử dụng trái Phoenix, sử dụng chiêu dách và đỏ trái quỷ. Thì nó sẽ mọc ra cho anh hai đôi cánh như thế này. Nhưng mà chưa đâu. Bởi vì khi anh sử dụng chiêu đó lại một lần nữa và đổi sang trái quỷ khác thì nó sẽ mọc ra 4 cái cánh. What the fuck? Ui thiệt kìa. Có sao không? 7-8 cái cánh luôn không? Ui đẹp phải, nhìn như con bướm vậy. À thì các bạn biết nên mua trái quỷ vĩnh viễn nào mà chứ. Đương nhiên là trái Phoenix nha. Nhớ bấm vào link ở dưới phần comment để có thể mua được trái Phoenix giá siêu rẻ nha các bạn. À để anh thử làm, thử 5-6 cánh luôn nha. Ôi không được, giới hạn là 4 cái cánh Phúc ơi. 1 minute later. Phúc ơi, gì? Anh nghĩ hình như anh biết cách tạo một đống cái cánh rồi đó. What the fuck? Cái gì nhấp nhô rồi nói gì? Anh đang sở hữu 6 cái cánh nè. Nhiều cánh rồi. Oh my wow, God. 5 cái cánh luôn rồi Phúc ơi. Ôi Phúc coi nè, coi nè Phúc. Trời ơi. Ôi sức mạnh tối thượng như Lockwood là đây sao? Thì mình không biết hiện tại là mình đã tạo được bao nhiêu cái cánh rồi nữa, nhưng mà lỗi bung này phải gọi là vô hạn luôn nha. Các bạn có thể tạo bao nhiêu cái cánh thì các bạn. Nhưng mà rất tiếc đây chính là server VIP chứ không phải là server thường, nên là mình không thể nào đi khoe cho ai hết ngoài trừ với đắc. Coi nè cu. Em thấy cũng khoe với em là cũng đủ rồi đó. Nè. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với lỗi bung tiếp theo của trái Control. Thì như biết rồi đó, trái Control khi mà chúng ta bật cái dòng lên như thế này thì nó sẽ không cho phép chúng ta đổi qua trái quỷ khác đúng không? Nó sẽ để là không thể chuyển đổi food bởi vì cái dòng của trái Control đang hoạt động. Đúng rồi. Nhưng mà anh vẫn có thể để cái dòng như thế này và chuyển sang trái quỷ khác, em tin không? Sao làm được? Đơn giản thôi mà, đến làm thử cho em coi nha. Chúng ta chỉ cần lấy trái quỷ ra và bấm vô nút ăn thôi. Yeah. Yeah. Các bạn nghe có vẻ hơi vô lý đúng không? Nhưng mà thật ra là nó sẽ giúp chúng ta sử dụng trái quỷ khác được thiệt luôn á, coi nè. Wow, anh sử dụng được trái quỷ khác nhưng khi ROM vẫn còn luôn hả? Ừ, nhưng mà khi mà đổi bằng trái quỷ vĩnh viễn á thì nó sẽ không đổi được thôi, nhưng mà ăn trái quỷ thì nó vẫn cho phép chúng ta ăn. Ghê không? Nói chung thì bạn nào mà có trái Control vĩnh viễn thì các bạn có thể dùng để trải nghiệm cũng được. Kết hợp với cây Coco thì cũng khá là hay đó chứ. Và đến với một cái lõi của trái Ghost nha các bạn, một trong những trái mà ít lên video nhất. Đương nhiên rồi, tại giờ này thì mình làm gần hết lỗ bung của nó rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta có thêm một loại bung mới của trái God. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ mua chiếc thuyền nào đó ngẫu nhiên nha. Rồi mình sẽ mua chiếc thuyền bay nha các bạn. Đó, đứng lên cái ghế lái của chiếc thuyền bay và sử dụng chiêu dách của trái God và chẻ về hướng bên bờ. Đó. Ui bay lên được kìa. Từ từ đi anh. Dạ. Kéo lên bờ. Dạ. Thêm cái nữa Phúc ơi. Rồi sử dụng chiêu dách của trái God và một lần nữa bay đi. Lên. Su. Rồi nè, thuyền lên bờ nè Phúc, lên thôi, let's go. Đồ hay ta. Thôi. Lọt xuống cầu rồi. Thôi lên đây Phúc ơi, anh chạy em đi bằng đường này cho lẹ nữa nè. Đi let's go. Chỉ là thuyền đi lên bờ thôi các bạn, đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần sử dụng một cách cơ bản là có thể tạo được một chiếc thuyền bay trên bờ. What the hell? Sao anh làm thuyền này bay lên bờ được luôn rồi? Đơn giản mà. Game này là anh là ông chùm lưới bung rồi mà. Trời đất ơi, sao anh này cái gì anh cũng làm được hết trơn các bạn. Anh mọc ra 50 cái cánh còn được mà cái việc đem thuyền lên bờ đơn giản vãi cái trưởng luôn không? Nếu như các bạn thấy những lưới bung này hữu ích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đăng ký nha. Like và đăng ký. Bởi vì vlog sau sẽ có sự xuất hiện của VDAC. Các bạn sẽ được thấy mặt của VDAC đó.